Chào các bạn với kênh Nguyễn Huy Lóc, người Long An, cuộc sống người Long An. Hôm nay chở vợ đi dạo cánh đồng quê các bạn. Cảnh với ở quê mình. Cánh đồng lúa xanh bát ngát, có thêm cái mà. Đường cá đỏ. Giờ quay qua đường đất xanh nè. Trước bên đây nè, trước bên đây trồng đậu bắp, giải đậu bắp luôn. Bên đây trồng bên trái trồng đậu bắp, còn phải không biết trồng cái gì đây, chạy tới chút rồi coi ra. Chim ba hay đã không? Có nó không chim gì vậy đó đỏ? Không biết. Trước chim gì? Chim sâu. Có cây ổi nữa kìa. Có cây ổi thật chặt. Nó lên lại còn mạnh ghê hả vậy? Xe thêm cái cầu vượt nữa.